Xin kính chào quý vị và các bạn. Mưa dông trên cả nước đang giảm nhanh. Chiều tối nay chỉ còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là có mưa dông rải rác. Các nơi khác mưa đã giảm. Tại miền Bắc giữa trưa nay cũng không còn cảm giác lạnh khi trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhanh. Như tại thủ đô Hà Nội, vào lúc 10 giờ ngày hôm nay, nhiệt độ đã tăng lên 29 độ, tức là tăng 5 độ so với cùng thời điểm của sáng ngày hôm qua. Và đến đầu giờ chiều nay, khoảng cách chênh lệch này còn có thể lên tới 6 độ. Ngoài trừ Sơn La thì các nơi khác ở miền Bắc sẽ tăng từ 3 đến 4 độ, nhiệt độ phổ biến chiều nay từ 27 đến 31 độ, chỉ riêng có Lạng Sơn là 25 độ. Ở khu vực miền Trung, chiều nay chỉ còn mưa dông ở Huế, các nơi khác trời chuyển nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất toàn miền không vượt quá 31 độ. Khu vực Nam Bộ sẽ có nền nhiệt cao hơn hẳn, phổ biến chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh và một loạt các nơi khác từ 31 đến 33 độ. Đến chiều tối nay thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại có mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, quý vị vẫn cần đề phòng với gió giật mạnh và sấm sét nguy hiểm. Chuyển sang thời tiết biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa chiều nay trời nắng, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Và cuối cùng là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước trong chiều và đêm nay.